Bài viết này được trích từ sách Mùi Mẹ để nhắc bạn nhớ Tết ta về nhà với mẹ. Và đừng quên sách Mùi Mẹ của Spider Room đang được giảm giá 20% trong link ở phần description nhé. Nếu cái tủ bếp trong nhà bị hỏng, bố sẽ gọi ông thợ lành nghề vào sửa hoặc đơn giản là thuê đóng cái mới. Mẹ sẽ hì hụi tự làm, dù trước sau gì cũng phải đầu hàng và gọi người giúp đỡ. Con trai sẽ lơ đãng và khó chịu với tiếng ồn mà mấy ông thợ gây ra khi sửa tủ rồi lại cắm cúi học bài. Còn con gái, nàng sẽ chẳng quan tâm chừng nào bữa cơm của nàng còn chưa bị cái tủ bếp kia làm ảnh hưởng. Nếu nắng vàng bỗng rực rỡ, gió thu mắt dịu vào ngày Chủ nhật, mẹ sẽ vội vàng đem quần áo, chăn màn ra giặt và sung sướng nán lại sân thượng ít phút, hài lòng nhìn nắng chảy thành dòng trên những bộ quần áo mới phơi. Bố sẽ chọn máy ảnh, đem ra phố rình chụp trời xanh, mây trắng, nắng vàng và những nàng chân dài lãng đãng, lượn như hoa. Con trai sẽ không biết rằng trời đang nắng hay mưa, bởi cậu còn đang ngủ nướng và đọc truyện sau cả tuần toàn bài với vở. Còn con gái sẽ nhảy chân sáo đi chơi khắp ngõ và chỉ trở về khi nắng đã lên cao. Nếu thèm cà phê, bố sẽ phóng vù ra quán, ngắm phố, ngắm xe lướt qua vùn vụt và chậm rãi nhấm nháp một ly đen đá. Mẹ sẽ pha nhanh một cốc cà phê tan G7 hoặc một phin Trung Nguyên số 4, ôm cốc cà phê nóng và ngó ra ban công xanh đầy gió trong một khoảng lặng rất trong lành, trước khi vội vã quay vào bếp nấu cơm. Con trai sẽ uống trộm một ngụm cà phê của mẹ rồi cười xí xóa. Còn con gái sẽ nhìn cốc cà phê rồi ra ngồi, thắc mắc tại sao cả nhà lại uống cái thứ đắng nghét, chán phèo. Nếu cái laptop dở trứng, bố sẽ ném vèo nó đi và mua một cái MacBook Air phiên bản mới. Mẹ sẽ tự nhủ, nó vẫn còn dùng tốt. Cố sức làm cho nó chạy nhanh hơn bằng cách xóa bớt phần mềm và diệt bọn virus lúc nhúc trong ổ cứng. Con trai sẽ Google đủ các tính năng của vô số model máy tính và thì thầm nịnh bố thưởng cho mình một cái máy mới xịn hơn nếu được giải kỳ thi học sinh giỏi năm nay. Còn con gái, nàng chả quan tâm đến máy tính, chừng nào cái iPad vẫn thuộc quyền quản lý của nàng. Nếu bị ai đó đâm thủng trái tim, mẹ sẽ để nó chảy máu đau đớn đến chết và luôn mồm rên rỉ. Bố và con trai sẽ vá víu nó lại và sống tiếp cho vui vẻ. Còn con gái sẽ mang quả tim rách ấy đem cho và lắp ngay một trái tim nhân tạo hàng hiệu vào thay. Nếu mẹ ốm, bố sẽ bỏ việc ở nhà chăm mẹ. Con gái sẽ không chạy nhảy ầm ầm hay rong chơi khắp xóm mà quanh quẩn bên mẹ chờ sai vặt. Con trai sẽ sang sái đi đón em, nhắc em học, phụ bà nấu cơm và cứ chốc chốc lại đảo lên sờ chán mẹ xem đã đỡ sốt hay chưa. Nếu một ngày vắng một trong bốn người, sẽ chẳng sao vì ai cũng biết chỉ là một ngày ngắn ngủi. Nếu một tháng, cả nhà sẽ khó chịu rất nhiều bởi vì đó là những 30 ngày và 30 đêm dài đằng đẵng. Nếu một năm thì thật không chịu nổi bởi ai cũng muốn được ở bên những thành viên còn lại, bởi ai cũng thấy cuộc đời mình thiếu mất một mảnh của bản thân mình. Dẫu mỗi người mỗi tính, mỗi niềm vui, mỗi lựa chọn rất riêng. Thế nên, gia đình không nhất thiết là tập hợp của những người hoàn hảo, mà chính sự gắn bó của những cá nhân không hoàn hảo đã tạo thành một gia đình.